Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà đẹp An Hao. Và nhà đẹp An Hao hôm nay xin được giới thiệu cho các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng có lửng các bạn nhé. Mẫu này thì mình đang làm cho bạn Nguyễn Tô Tân ở Ninh Bình. Mẫu này đã hoàn thành năm 2021, đã hoàn thiện gần xong rồi. Thì đây là mình chia sẻ lại cho các bạn những cái mẫu nhà và vẽ này thì các bạn có thể tham khảo. Đây là phối cảnh mặt tiền của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì với cái chi phí đầu tư cũng rất là thấp thôi, tiết kiệm tối đa, chi phí không quá 500 triệu. Đó, thì tùy vào địa chất của mỗi một khu vực xây dựng thì chúng ta sẽ có con số chính xác hơn. Nhưng đối với nhà bạn này thì đầu tư khoảng 450 triệu các bạn nhé. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chi tiết 3D của ngôi nhà này. Trước tiên là mình sẽ cho các bạn xem phần 3D, sau đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bản vẽ chi tiết, hồ sơ chi tiết các bạn nhé. Đấy, đây là phần đây. Đây về công năng của ngôi nhà này như các bạn thấy đây là phía trước là một cái sân để gara ô tô và để xe rất là rộng, kích thước là 5m x 11m các bạn nhé. Đó, đây phía trước là có gara ô tô này. Đây, lối nhỏ này thì theo bạn bạn Tân thì bạn muốn là cái hướng này được tuổi bạn ấy và bạn muốn đi cửa chính về phía này nên là mình cứ chuyển cửa về phía này các bạn. Phía sau chúng ta sẽ có một cái ngách nhỏ để chúng ta đi ra ngoài phía sau sân sau. Đó. Ngôi nhà này thì được phía tầng 1 thì chúng ta có gara ô tô, phòng khách và phòng ăn liên thông nhau. Đó, thì phòng thờ kết hợp ở tầng 1 luôn để rất là gọn gàng ở đây. Đó, chúng ta có không gian khá là rộng rãi và thoáng để chúng ta vừa sinh hoạt vừa ở đây. Bàn ăn ở vị trí 6 người vị trí này các bạn nhé. Đó. Bố trí này rất là gọn gàng các bạn. Phòng có một cầu thang, lối cầu thang đi lên trên này. Đó, đây vệ sinh ở phía trong này, chúng ta tận dụng cái chỗ cầu thang này chúng ta làm vệ sinh. Đó, cầu thang này rộng 1 mét các bạn nhé. Đó. Là phía sau chúng ta có cửa và cửa sổ mở ra ngoài để ánh sáng và lấy thoáng cho cái ngôi nhà chúng ta. Được bố trí rất là gọn gàng. Hộp kỹ thuật chúng ta bố trí ngay sát bếp các bạn nhé. Để chúng ta bố trí đường nước và đường hệ thống lên tầng trên và tầng dưới. Đó, đây bếp chúng ta đặt đây. Đấy, rất là gọn gàng. Ok, thì chúng ta sẽ lên tầng 2. Lên tầng 2, chúng ta cùng like sai. Đấy, lên tầng 2 thì chúng ta sẽ có bố trí được 3 phòng ngủ các bạn nhé. Thì đối với ngôi nhà mà nhỏ nhỏ như này thì bố trí công năng rất là khó. Nhưng mà mình thì bố trí rất là gọn gàng để cho các bạn tận dụng được tối đa tất cả các diện tích và đảm bảo ngôi nhà vừa thông thoáng vừa đầy đủ công năng các bạn nhé. Đấy. Thì ngôi nhà này thì mình bố trí được 3 phòng ngủ. Phòng ngủ bố mẹ ở đây, có phòng vệ sinh riêng cho bố mẹ. Đây, phòng vệ sinh riêng cho bố mẹ. Đấy, có đầy đủ thiết bị. Và có một cái ban công nhỏ ra ngoài để ra ngoài cho thoáng. Hai phòng ngủ người con ở hai bên trong này. Và có một phòng vệ sinh chung rộng ở phía này thì dùng chung cho hai phòng vệ sinh hai phòng ngủ này. Tiếp theo chúng ta có một cái ban công phía sau. Chúng ta sẽ có ban công phía sau ra ngoài để cho vừa thông thoáng các bạn nhé. Chúng ta có cái cửa ở đây để mở để lấy ánh sáng cho khu cầu thang này rất là thoáng và đầy đủ ánh sáng. Đó, phòng vệ sinh này đầy đủ cửa các bạn nhé, rất là thoáng gọn gàng. Đó, đấy thì chúng ta lên tầng trên. Lên tầng trên là tầng mái thì chúng ta có bố trí đây là cái giếng trời để lấy ánh sáng cho khu vực cầu thang. Mái này chúng ta tận dụng là mái tôn các bạn nhé, để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí. Đó, tầng trên này chúng ta sẽ có hệ thống cắt nước ở phía trên này. Đó, rất là gọn gàng và đầy đủ công năng. Đó, thì chúng ta sẽ ra phần bản vẽ chi tiết. Thì như các bạn thấy bản vẽ chi tiết đây, chúng ta có bản vẽ về kết cấu, kiến trúc, kết cấu và điện nước đầy đủ cho các bạn. Đó, thống kê tất cả các vật tư của các bạn nhé. Đây là phần mặt bằng bố trí chi tiết này. Đấy, thì chúng ta có mặt bằng một bản 2D và một bản 3D. Đó, 3D có 3 hướng, 2 hướng thì các bạn dễ hình dung được ngôi nhà của mình. Đấy, khi các bác thợ thi công thì các bác thợ cũng rất là dễ để chúng ta làm. Đấy thì có đầy đủ các chi tiết trích ta tại cái vị trí cái vệ sinh hay là cầu thang. Đấy, đầy đủ cao độ và kích thước để chúng ta nhìn vào chúng ta làm được luôn. Đấy là có 3D để các bác rất là hình dung rất là dễ dàng các bạn nhé. Đó. Thì đối với bản vẽ này thì đưa ra các bác thợ thì các bác thợ rất là thích. Thì chúng ta chỉ nhìn là làm được luôn, không cần phải hỏi gì nhiều. Đây là làm rất là nhàn và các bạn cũng dễ kiểm soát được cái bản vẽ của chúng ta. Đó, đây là chi tiết thống kê diện tích lát gạch từng tầng từng phòng có đầy đủ hết các bạn nhé. Vị trí định vị từng viên gạch một này. Đó, đây là vị trí len trên tường.
Đấy, thì ốp chân tường vị trí nào có hết được bên này, thống kê đầy đủ cho các bạn. Đó, đây là phần diện tích gạch xây, thống kê bao nhiêu viên gạch và bao nhiêu khối gạch thì chúng ta có đầy đủ hết các bạn nhé. Nên là rất là dễ dàng, chúng ta kiểm soát được vật tư nhập vào bao nhiêu. Đó, nên là rất là thuận tiện trong quá trình là chúng ta làm nhà. Chúng ta có luôn được cái hồ sơ rất là đầy đủ các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ đi nhanh. Đây, diện tích tường gạch các tầng có đầy đủ hết, tổng khối lượng gạch của toàn nhà luôn. Đó, diện tích mái tôn luôn các bạn này, xà gồ mái tôn có bao nhiêu có hết, đầy đủ hết cho các bạn. Đấy, thì chúng ta làm rất là đầy đủ các bạn. Đây, chi tiết tường kiến trúc đấy rất là dễ dàng, có mặt cắt 2D và có mặt cắt 3D luôn để cho các bạn nhìn nó không bị rối rắm mà nó nhìn rất là rõ, các bạn chỉ việc làm đúng theo bản vẽ. Thì hiện tại là mình đã làm như thế này là chúng ta đã thi công ở trên máy trước, sau đó thì có những vấn đề gì chúng ta xử lý luôn trên máy và mang ra công trình chỉ việc thi công thôi, nó rất là đơn giản các bạn nhé. Chúng ta xử lý luôn những vấn đề nào mà nó còn vướng mắc ở trên cái mô hình. Đó, rất là dễ các bạn. Thành ra chúng ta mang ra thi công thì nó đảm bảo là chính xác 100%. Đó, đây là phần kiến trúc, mình sẽ chạy nhanh. Thi cao này, vệ sinh này. Đó, bản vẽ mình nó rất là làm, bản vẽ bên mình làm rất là chi tiết các bạn nhé, thống kê cửa đi, cửa sổ ra sao, diện tích bao nhiêu, là có nhân ra giá tiền là giá luôn chi phí cửa các bạn. Đây, chi tiết thống kê cửa đây đầy đủ luôn. À, phần kết cấu tương tự như vậy các bạn nhé, phần kết cấu có đầy đủ các chi tiết và thống kê thép, khối lượng bê tông này, khối lượng bê tông đầy đủ luôn nhé, khối lượng và các chi tiết đây là tận bản thép móng. Đấy, thì chúng ta sẽ có bản thống kê tính móng luôn. Các bạn thống kê khối lượng thép các bạn nhé. Đó, chi tiết cột, đây là 3D cột này, bao nhiêu loại cột gì giống nhau, giống nhau hay khác nhau thì có thống kê luôn rồi. Đó, đấy, thép sàn, chi tiết cái thép dầm, thống kê thép dầm, móng, về phốt, điện nước, đấy, thống kê các chi tiết, thống kê cho điện nước như này. Đó, bản vẽ mình sẽ làm rất là chi tiết, là các bạn yên tâm là chúng ta làm đúng theo bản vẽ thì nhà chúng ta sẽ đúng theo cái mô hình mà theo cái phối cảnh mà chúng ta đã làm. Để trên đây là giới thiệu qua cái công trình mà mình đã làm cho bạn Nguyễn Tô Tân. Nếu như bạn có nhu cầu cần liên hệ với mình bản vẽ hoặc là chi tiết gì thì hãy liên hệ với mình, sẽ làm hồ sơ đầy đủ cho các bạn. Rất mong được các bạn ủng hộ, hãy nhấn đăng ký kênh và theo dõi video của các bộ nhà tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.